Hello mọi người, các công xin chào mọi người. Tiếp tục những câu chuyện cười của em à. Ông Tư đi nhậu về ngang động mộ. Ông thấy đứa nhỏ ngồi khóc, mặt mũi nó trắng toát. Tiếng khóc như tiếng mèo con kêu vậy. Nó nhìn ông rồi nói, cho miếng rượu uống, đỡ nhớ mẹ coi. Ông Tư quát, mày bao nhiêu tuổi mà đòi uống? Mày là quỷ rồi, chứ ma gì kỳ vậy? Thằng nhỏ cười đáo để, tôi 5 tuổi, nhưng tôi ngồi đây hơn 35 năm rồi cha nội. Đừng có nhìn tao nhỏ mà nghĩ tao trẻ nha. Câu chuyện tiếp theo. Chị tôi ngủ ngoài ruộng canh dưa. Chị mơ thấy mình bị ông nào đó dắt đi lang thang tới một cái chợ, rồi bỏ mặc chị ở đó bơ vơ. Xung quanh có nhiều người và đầu trâu mặt ngựa đang đi lại. Tới rạng sáng, ông đó mới dắt chị về lại chòi. Bị nhiều đêm liền, chị bắt đầu quen, rồi lân la kết bạn trong mơ với mấy người trong chợ. Có khi rạng sáng ổng tới dắt chị về mà chị còn kêu, khoan, để tao kể hết chuyện cái rồi đi. Tới một đêm chị ngủ thẳng cẳng mà không thấy ổng tới dắt nữa. Ổng chỉ xuất hiện ở cửa chòi, nói, tao dắt mày đi để mày sợ không ra đây ngủ nữa, chứ không phải để mày đi kết bạn bốn phương. Chị của em là một thực thể gì đó tuyệt vời. Câu chuyện cuối cùng của video lần này. Có lần cô Thắm đi xe đò, cô say xe quá, bác Tài tấp vào bụi cho cô nôn. Chắc do đang yếu trong người nên cô bị vong theo. Nó phá cô đủ điều, cô dụ được nó nói tên tuổi để đi thầy trị. Nhưng thầy nói vong này mạnh, bả không làm lại. Về nhà cô gặp thầy cuối xóm. Thầy nói, đến vì lý do gì, sẽ có ngày vì lý do đó mà ra đi. Cô thức trắng đêm suy nghĩ, sáng cô bắt xe đò đi đâu đó, lúc về mặt mũi xanh lét vì say xe. Trên tay cô cầm rất nhiều bọc lớn nhỏ, chứa đầy thành quả do say xe tạo ra. Thay vì vứt cái thứ bốc mùi đó đi, cô lấy bỏ ngăn đá tủ lạnh. Ngày ba cử cô lấy ra đốt, nhang khấn tên tuổi cái vong đó, bắt nó ăn. Chưa được hai ngày vong trốn cô như trốn tà. Sau này có những cách đuổi ma rất là siêu việt các bạn nhé. Video khắc công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Đẳng cấp. Sống đẳng cấp.